Sản phẩm Tamino ấy, thì trước hết đây là chúng ta phải hiểu rằng là các cái thành phần của nó chủ yếu là cung cấp các cái men, các cái acid amin để mà tạo nên các cái men, ví dụ như là các cái men tiêu hóa chất đạm hay là các cái men để hấp thu chất đạm cho nó tốt hơn. Trong đó nổi bật lên là cái đạm whey của cái Tamino là nhập khẩu từ Mỹ vào. Đạm whey là đạm từ sữa nhưng mà cái đạm này rất tốt, rất dễ hấp thu và giúp cho cái cải thiện cái khả năng miễn dịch của cơ thể rất tốt. Ngoài ra nữa thì nó còn có bổ sung ví dụ như là magie, ví dụ như là tâm sen, ví dụ như là cao lạc tiên. Thì đây là những cái thành phần thảo dược rất là tốt, rất là lành tính và nó giúp cho thần kinh nó thư thái và nó chống lại các cái stress, nó giảm cái căng thẳng rất là tốt. Người mà có thể dùng được cái sản phẩm này ấy, thì thứ nhất là trẻ em. Nhất là trẻ em mà muốn tăng cân hay là trẻ em suy dinh dưỡng, thể thấp còi, muốn tăng cân lên thì có thể dùng sản phẩm này. Hoặc là người lớn, những cái người ví dụ như là đang nhẹ cân, muốn tăng cân lên, khi uống cái sản phẩm này vào thì nó sẽ giúp cho ăn ngon và ngủ tốt hơn, để giúp kích thích đường tiêu hóa. Thì tôi nghĩ rằng là những cái người mà người lớn mà gầy, chán ăn hay là ăn kém, ngủ kém, tiêu hóa kém thì nên dùng cái sản phẩm này. Ngay bây giờ, đừng bỏ lỡ, hãy hành động ngay để cải thiện tình trạng cân nặng, sở hữu một vóc dáng lý tưởng. Giao hàng miễn phí với dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp và uy tín. Gọi ngay đến tổng đài 0902-323240, 0902-323240 hoặc tìm kiếm từ khóa viên uống tăng cân Tamino trên Internet. Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay.